Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong trung tâm thương mại Kroger City Hall gần thủ đô Moscow tối 22 tháng 3. Ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Điện Kremlin cho biết tại cuộc họp, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan An ninh Liên bang FSB, Ủy ban Điều tra Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia, các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp. Phó Thủ tướng Tatiana Golikova cho biết ông Putin đã bày tỏ chia buồn và mong những người bị thương chóng bình phục sau vụ việc. Theo thông tin cập nhật từ Ủy ban Điều tra, sáng ngày 23 tháng 3, số người thiệt mạng hiện là hơn 60 người, trong khi ít nhất 145 người bị thương đã được nhập viện điều trị. Thi thể những người thiệt mạng đang được kiểm tra để xác định danh tính. Ủy ban trên cho biết số nạn nhân có thể tiếp tục tăng. Người phát ngôn ủy ban này cho rằng hiện còn quá sớm để thông tin về những kẻ tấn công. Theo trang mạng của Bộ Y tế tại vùng thủ đô Moscow, ít nhất 9 trong số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Maria Zakharova cho biết toàn thể cộng đồng thế giới cần lên án hành động này. Mọi nỗ lực đang được tập trung vào việc cứu người bị thương. Trong khi đó, nhà chức trách Nga đã cảnh báo nguy cơ tin giả về vụ tấn công trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn. Giới chức Nga cũng cảnh báo về khả năng có thể xảy ra tấn công mạng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác tối đa. Trước đó, tối 22 tháng 3, một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ngay trước giờ khai mạc, đêm diễn của nhóm nhạc rock Picnic nổi tiếng của Nga và nổ súng tự động vào đám đông. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ việc. Chính quyền thành phố Moscow đã thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay cuộc điều tra về vụ việc. Tính đến sáng ngày 23 tháng 3, theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công trung tâm thương mại Kroger City Hall ở vùng thủ đô Moscow của Nga lên hơn 60 người. 145 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nga gọi đây là cuộc tấn công khủng bố và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Theo hãng tin TASS của Nga, vụ tấn công xảy ra tối 22 tháng 3 giờ địa phương, ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Picnic nổi tiếng của Nga. Một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc và nổ súng tự động vào đám đông khiến khoảng 40 người thiệt mạng, khoảng 145 người bị thương, trong đó 9 người trong tình trạng nguy kịch. Thông tin ban đầu cho biết những kẻ tấn công mặc đồ ngụy trang, vụ việc được xếp hạng cao nhất về độ phức tạp. Con số thương vong có thể tăng cao vì còn nhiều nạn nhân hiện chưa được xác nhận chính xác trong bối cảnh mọi lực lượng đang tập trung vào công tác cứu nạn. Chính quyền thành phố thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này. Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Địa điểm xảy ra cuộc tấn công có sức chứa 6.000 người. Các cơ quan thông tấn nhà nước đưa tin có tới 70 đội cứu thương đã được điều động đến hiện trường. Theo TASS, Bộ Tình trạng Khẩn cấp khu vực Moscow đã chỉ đạo 2 trực thăng và 320 lính cứu hỏa tới dập tắt đám cháy. Trên kênh Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên. Bà Zakharova gọi đây là tội ác ghê tởm xảy ra ngay trước mặt toàn thể nhân loại. Trong một tuyên bố từ New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công với ngôn từ mạnh mẽ nhất, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, nhân dân và chính phủ Nga. Liên Hợp Quốc đang theo dõi sát tình hình vụ việc. Phát biểu trước phóng viên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ, tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này, những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem. Liên minh châu Âu, EU và nhiều nước châu Âu, chính phủ các nước Argentina, Brazil và Chile ra thông báo lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân, cũng như chính phủ và người dân Nga. Trong khi phía Nga chưa công bố thông tin về những kẻ nổ súng, thì theo một nguồn tin phương Tây, trên trang Telegram, một nhánh của nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận tiến hành vụ tấn công và các quan chức Mỹ đã xác nhận tuyên bố này ngay sau đó. Theo các quan chức chống khủng bố Mỹ, sau một thời gian không có động thái đáng chú ý, IS đang tìm cách tăng cường các cuộc tấn công bên ngoài Afghanistan. Hầu hết những âm mưu đó ở châu Âu đều bị ngăn chặn, khiến giới chuyên gia đánh giá rằng năng lực của nhóm này đã bị suy giảm. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, theo thông tin tình báo mà Mỹ thu thập vào tháng 3, nhà nước Hồi giáo Khorasan, còn gọi là ISIS-K, chi nhánh của IS có trụ sở tại Afghanistan đã lên kế hoạch tấn công Moscow.
các thành viên IS đã hoạt động ở Nga trong thời gian qua. Ông Colin P. Clarke, nhà phân tích chống khủng bố tại Zofan Group, một công ty tư vấn an ninh có trụ sở tại New York, cho biết ISIS-K đã tập trung vào Nga trong 2 năm qua. Ngoài cảnh báo công khai vào ngày 7 tháng 3 về một cuộc tấn công có thể xảy ra, phía Mỹ cho biết đã thông báo riêng với các quan chức Nga về thông tin tình báo dự đoán một cuộc tấn công sắp xảy ra. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng tin Reuters cho biết máy bay không người lái UAV của Ukraine đã tấn công căn cứ của máy bay ném bom chiến lược Nga nằm cách biên giới giữa Nga và Ukraine hàng trăm km. Một nguồn tin tình báo Ukraine nói với Reuters rằng các máy bay không người lái của Ukraine do tình báo quân sự nước này vận hành đã tấn công căn cứ không quân Angols nằm sâu trong lãnh thổ Nga vào sáng 20 tháng 3 và Kiev đang đánh giá thiệt hại. Trong khi đó, các nguồn tin trong cơ quan đặc biệt Ukraine đã xác nhận với tờ Kyiv Post rằng Tổng cục Tình báo chính HUR của Bộ Quốc phòng Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ không quân Angols, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Thống đốc tỉnh Saratov, nơi đặt căn cứ không quân Angols, ông Roman Busagin cho biết trên Telegram rằng các máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn rơi gần thành phố Angols vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 3, nhưng không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào. Khi đề cập tới thiệt hại đối với Nga từ vụ tấn công, nguồn tin từ Kiev của Reuters nói rằng kết quả đang được xác minh. Trong đoạn video mà Reuters có được, người ta thấy một người đàn ông đang lắng nghe tiếng gầm động cơ, sau đó là chớp sáng và tiếng nổ cùng tiếng còi báo động. Reuters nói rằng họ đã có thể xác nhận vị trí từ thông tin địa chỉ trên đoạn video an ninh, thiết kế tay vịn biển hiệu ở lối vào tòa nhà và thảm thực vật khớp với hình ảnh hồ sơ về địa điểm đó. Reuters cho biết thêm, họ cũng có thể xác nhận thời gian hiển thị trên video khớp với tuyên bố từ một nguồn tin tình báo Ukraine khi nói chuyện với Reuters. Theo Reuters, căn cứ không quân Angols là trụ sở chính của phi đội máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga, nằm gần thành phố Saratov, cách Moscow khoảng 730 km về phía đông nam và cách biên giới Ukraine hàng trăm km. Gần đây nhất vào hôm 11 tháng 1 năm 2024, Astra, một kênh truyền thông thân Nga cho biết, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ và rơi xuống khu vực sân bay quân sự Angols 2 vào rạng sáng ngày 10 tháng 3. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng của sân bay, máy bay cũng như nhân viên chưa được báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin máy bay không người lái xuất hiện ở Saratov, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Busagin, tuyên bố trên Telegram rằng các máy bay đều bị bắn hạ. Theo ông Busagin, không có thương vong nào xảy ra. Vào năm 2022, căn cứ không quân Angols cũng nhiều lần bị máy bay không người lái tấn công. Khi đó, theo tờ The Guardian, căn cứ không quân Angols có từ thời Liên Xô cũ là nơi đóng quân của trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 121 của Nga, gồm các phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160. Đây là những máy bay đã phóng tên lửa tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ, nhận định vị trí của căn cứ không quân cho thấy máy bay ở đây đã đóng một vai trò quan trọng trong các vụ ném bom gần đây ở Ukraine. Căn cứ này nằm ở tỉnh Saratov, cách phía đông Ukraine 804 km. Ông Rob Lee cho biết bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào căn cứ Angols đều có khả năng nhằm phá vỡ kế hoạch của Nga trong tấn công cơ sở hạ tầng tại Ukraine. Ông nói Ukraine đã cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng tấn công tên lửa mới vào mạng lưới năng lượng của mình. Đây có thể là một cuộc tấn công phủ đầu. Ông Rob Lee ước tính rằng tại căn cứ không quân Angols, Nga có khoảng 15-16 máy bay ném bom Tu-95MS và 15 chiếc Tu-160, chiếm tỷ lệ lớn nhất trong kho vũ khí Tu-160 của nước này. Ông Gleb Irisov, cựu trung úy không quân Nga, mô tả Angols là sân bay trọng điểm cho hàng không chiến lược của Nga. Ông nói, nếu quả thực Ukraine đã tấn công căn cứ, điều đó cho thấy nước này đang đạt được nhiều tiến bộ trong khả năng tiếp cận các căn cứ cách xa chiến trường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.